Sáng ngày 7 tháng 10, Tập đoàn Meta Hiệp hội Internet Việt Nam VAI đã tổ chức CyberKit Việt Nam chính thức khởi động sự kiện Safely Cafe Việt Nam nhằm mang đến những kiến thức cần thiết về an toàn trực tuyến và quyền riêng tư tới người dùng Internet tại Việt Nam, đặc biệt là thanh thiếu niên thông qua hình thức thực nghiệm về an toàn trực tuyến tại không gian cà phê. Môi trường Internet ngày càng mang lại nhiều lợi ích và cơ hội cho mọi người, cung cấp kiến thức, thông tin phong phú, tương tác, chia sẻ, kết nối thuận tiện, dễ dàng, vui chơi giải trí hấp dẫn và đa dạng. Việt Nam cũng là đất nước có tỷ lệ người dùng Internet khá lớn, chiếm khoảng 73,2%, trong đó có khoảng 16,5 triệu trẻ em. Tuy nhiên, phần lớn các em chưa có ý thức về vấn đề sử dụng Internet an toàn cho chính bản thân và cả xã hội. Người dùng vẫn còn rất là bản năng, có thể nói là khá là hồn nhiên khi mà tham gia vào sử dụng cái mạng xã hội. Cũng được nhận thức được cái sự mà bảo vệ dữ liệu cá nhân, bảo vệ ăn sử dụng cho đảm bảo an toàn ở trên mạng thì mọi người cũng có nhìn thấy và có nhận thức. Thế nhưng mà có vẻ như cũng chưa thật sự chú trọng đến cái lợi ích của chính mình liên quan đến vấn đề bảo mật, an ninh an toàn. Bên cạnh bài kiểm tra ngắn về an toàn thông tin để nhận những phần quà miễn phí, người tham gia cũng được khuyến khích chia sẻ những thắc mắc về cách bảo vệ bản thân trên không gian mạng tới đội ngũ tình nguyện viên của Meta, Hiệp hội Internet Việt Nam VIA và CyberKit Việt Nam để có thêm kiến thức trải nghiệm trực tuyến an toàn và thoải mái. Đặc biệt, thanh thiếu niên và các em học sinh cũng sẽ được tham gia một loạt các chương trình tập huấn về kỹ năng bảo vệ an toàn trên không gian mạng do CyberKit Việt Nam chủ trì. Tôi cảm thấy đây là một buổi rất là cần thiết cho các em cũng như là với những người mà như tôi mới bắt đầu sử dụng Instagram hoặc Facebook. Nó sẽ giúp tôi sử dụng một cách hiệu quả nhất trong việc là bảo vệ thông tin cá nhân hay là dữ liệu cá nhân của mình. Bên cạnh đấy thì nó cũng giúp cho tôi là biết thế nào là một cái cách để mà bảo quản những thông tin bí mật của mình hay là những thông tin riêng tư. Tôi cũng rất là mong muốn là trong cái đợt này, trong cái đợt hội thảo này và cái series của những cái buổi workshop với các bạn trẻ thì chúng ta có thể học hỏi được lẫn nhau và chúng ta nghe được từ nhau về những cái quan ngại, những cái và chúng ta chia sẻ được kinh nghiệm và làm thế nào để tăng được cái sự bảo mật rồi là bảo đảm an toàn cho người dùng, đặc biệt là học sinh, sinh viên ở Việt Nam. Sự kiện Safety Cafe Việt Nam mở cửa miễn phí từ ngày 7 tháng 10 đến ngày 9 tháng 10 tại Open Space Coffee. Ban tổ chức hy vọng Safety Cafe sẽ là sự kiện mở đầu cho chuỗi những hoạt động nâng cao năng lực bảo vệ và tiếp cận Internet cho trẻ em Việt Nam. Ngày 7 tháng 10, Đoàn Thanh niên Bộ Ngoại giao đã chủ trì tổ chức thành công tọa đàm chuyển đổi số tư duy và hành động tại nhà làm việc Bộ Ngoại giao. Buổi tọa đàm được tổ chức với mục tiêu cung cấp thêm các kiến thức cho cán bộ, đoàn viên thanh niên và các bạn sinh viên về chuyển đổi số dưới một góc nhìn được hơn đơn giản hóa và gần gũi. Đồng thời, tọa đàm cũng sẽ là nơi để các đại biểu chia sẻ nhiều vấn đề thực tế đang tồn tại trong quá trình chuyển đổi số tại cơ quan ban bộ ngành nơi mình đang công tác. Ngày 7 tháng 10 tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức hội nghị hưởng ứng ngày chuyển đổi số quốc gia năm 2022 với chủ đề Đắk Lắk hướng tới công dân số. Hội nghị hưởng ứng ngày chuyển đổi số quốc gia năm 2022, các đại biểu đã thảo luận một số nội dung liên quan đến định hướng, giải pháp thực hiện chuyển đổi số của tỉnh Đắk Lắk trong thời gian tới, như tác động của chuyển đổi số tới công dân số trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0, các nền tảng phục vụ chính quyền công dân số, chuyển đổi số trong giáo dục đào tạo, nền tảng xây dựng chính quyền số phục vụ công dân, nền tảng phục vụ công dân số, ứng dụng cho công dân số. Ngày 7 tháng 10 tại thành phố Hải Phòng, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức hội thảo xây dựng cẩm nang phòng chống tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng. Cẩm nang phòng chống tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng được xây dựng nhằm cung cấp các thông tin, kỹ năng cơ bản nhất để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia không gian mạng có kiến thức tổng quan cần thiết để nhận biết và ứng phó, xử lý có hiệu quả với tình trạng tin giả, tin sai sự thật lan tràn trên không gian mạng hiện nay. Hội thảo là dịp để các đơn vị quản lý nhà nước tại địa phương, các cơ quan báo chí chia sẻ những kinh nghiệm công tác đấu tranh, phản bác tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng. Hưởng ứng ngày chuyển đổi số quốc gia 10 tháng 10, UBND thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam đã tổ chức phát động xây dựng thí điểm tuyến phố thanh toán không dùng tiền mặt trên đường Trần Quý Cáp, phường Tân Thạnh.
Thời gian triển khai thí điểm phố không dùng tiền mặt được bắt đầu từ ngày 7 tháng 10 đến ngày 25 tháng 12, với mục tiêu 100% các hộ kinh doanh, quán ăn, tạp hóa trên tuyến phố Trần Quý Cáp phải triển khai bảo đảm các điều kiện và chấp nhận thanh toán bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt. Qua đó dần thay đổi thói quen của người dân khi thanh toán không dùng tiền mặt từ các hoạt động mua bán hàng ngày, góp phần hoàn thành các mục tiêu chuyển đổi số trên địa bàn. Thành phố Hồ Chí Minh công bố tuần lễ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thành phố Hồ Chí Minh năm 2022 với chủ đề Chuyển đổi số động lực mới cho phát triển của thành phố. Chuỗi các hoạt động sự kiện do Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị chủ trì, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Thông tin và Truyền thông và Sở Công thương thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị tổ chức. Chuỗi hoạt động sẽ diễn ra từ ngày 8 đến ngày 14 tháng 10 và một số ngày khác trong tháng 10 2022 với khoảng 30 sự kiện chính. Trong đó, một số hoạt động trọng tâm như hội thảo khoa học, chính sách cấp cao về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số nhằm chia sẻ chính sách, kinh nghiệm, mô hình đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thành công của một số nước, định hướng của thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn tới, tọa đàm quốc tế về việc chuyển đổi số, triển lãm sản phẩm công nghệ và chuyển đổi số, các sự kiện kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, lễ trao giải thưởng đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp thành phố Hồ Chí Minh 2022. Một trong những mục tiêu chính của tuần lễ là tuyên truyền, phổ biến thông điệp của chính phủ về chuyển đổi số, triển khai chiến lược quốc gia trong chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, xã hội số, chính phủ số, thực hiện hoạt động thiết thực, hưởng ứng chào mừng ngày chuyển đổi số quốc gia 10 tháng 10. Qua đó phát động phong trào kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp, người dân cùng chung tay quyết tâm thực hiện thành công chiến lược chuyển đổi số của thành phố Hồ Chí Minh. Hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Cục Quản lý xuất nhập cảnh, ngày 7 tháng 10 tại Hà Nội, Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an đã tổ chức hội thi cán bộ quản lý xuất nhập cảnh giỏi với mục đích là nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm nhiệm vụ quản lý xuất nhập cảnh. Thông qua các tiểu phẩm được dàn dựng đã góp phần tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong cán bộ chiến sĩ về lịch sử vẻ vang 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng quản lý xuất nhập cảnh. Mỗi một tác phẩm dự thi đều được đầu tư công phu, tái hiện lại sự vất vả của những người chiến sĩ làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, đồng thời đưa luật xuất nhập cảnh và những quy định đến gần hơn với cán bộ chiến sĩ. Qua đó tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của lực lượng quản lý xuất nhập cảnh trong sự nghiệp bảo đảm trật tự an toàn xã hội, góp phần phục vụ đường lối đối ngoại của đất nước. Đặc biệt là việc xây dựng hình ảnh cán bộ lực lượng quản lý xuất nhập cảnh chuyên nghiệp, thân thiện, vì nhân dân phục vụ.